Xin chào quý cô chú chị và các bạn Yêm Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 5 năm 2022, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em lại cập bến nhiều những cái dòng hàng lan đẹp, những cái giò quế lan hương, những cái hình dáng hương đuôi cáo đang chi chít là nụ, thêm rất nhiều những cái mặt hàng kilogram đẹp hôm nay vừa cập bến đáng để sưu tầm ạ. Và bên cơ sở lan rừng thì em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì cũng phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm chục kg, cước phí cũng chỉ rơi khoảng tầm 70-80 nghìn, 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 55 nghìn thôi. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng em, cô chú anh chị nhé. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hai lô dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng thì cái dòng này thì khi mà sổ hoa thì hoa nó gần đậm như là cái dòng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị nhé. Đây là một cái lô dáng hương tam bảo sắc hoa vàng, đủ cô chú anh chị có thể ghép một giò đẹp đẹp luôn ạ. Em bán có chỗ này em sẽ bán với giá là 80.000 cho lô này cô chú anh chị nhé. Lô này em gọi là lô số 1 và lô số 2 ạ. Lô số 2 dạ. Lô số 2 thì em cũng xin phép được bán với giá 80.000. Mỗi một lô như vậy là rơi vào 5-6 đầu ngọn trở lên, đủ cô chú anh chị làm một cái giò tuyệt vời để thưởng thức nhé. Bên này đây sẽ là những cái phần hài Helen, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng. Hàng hôm nay thì dân với khai thác còn ẩm rễ như thế này cô chú anh chị này. Đấy. Và cái dòng hài Helen này thì mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, một cái dòng hàng đặc hữu của vùng Cao Bằng. Dễ thuần, dễ chăm và cô chú anh chị về trồng một cái thời gian nữa ổn định là cây sẽ cho nụ cho hoa luôn rồi để cô chú anh chị nhé. Em bán một lô như vậy chỉ với giá có 80.000 thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng quế lan hương. Đây là dòng quế lan hương lá lướt cô chú anh chị nhé. Và quế lan hương hàng lá lướt này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Thì cái dòng quế lan hương lá lướt này nó về mặt bông cũng như là hương thơm không khác gì cái dòng lá xếp đâu nhé. Chỉ khác là nó sẽ là lá nó dài hơn, lướt hơn thôi ạ. Còn hoa với cả hương thơm nó vẫn vậy thôi. Còn nếu như cô chú anh chị muốn lấy hàng lá xếp thì lát nữa cô chú anh chị có thể sưu tầm bên này. Giá hôm nay thì em cũng bán với cái giá cực kỳ là nhẹ nhàng để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái dòng lá xếp đẹp ạ. Và sang bên này sẽ là dáng hương đuôi sắc cô chú anh chị này. Căng mướt cực kỳ là đẹp luôn như vậy ạ. Đó, và dáng hương đuôi sắc em xin phép được bán có 120.000 trong 1 kg thôi. Cây không quá lớn và cũng không quá bé và đặc biệt là cực kỳ là tươi. Đấy, tầm bây giờ thì có những cây đuôi sắc bây giờ đang bắt đầu là bắn những cái rễ non mới nên là cô chú anh chị gọi là yên tâm luôn khi mà sưu tầm cái trồng cái dòng lan mùa này nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hải yến với sắc hoa tím ngọt ngào tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Rất là tiếc là hiện tại thì những cái cây này hoa nụ còn nụ bông còn bông mất nên cô chú anh chị không thưởng thức được cái mặt bông của dòng hải yến rồi ạ. Hải yến những cây lá xếp đẹp tuyệt vời như thế này em bán với giá chỉ có 130 cho 1 kg. Sang bên này đây thì là cái lô hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn này thì cô chú anh chị nhìn thấy là cây tươi khỏe đẹp nhá. Nhưng mà hàng này thì hôm nay em sẽ thanh lý cho cô chú anh chị bởi vì là cây nhìn lá nó không thân lá không được đẹp ấy. Cô chú anh chị nhìn là hiện tại cái mầm gốc của nó đang lên này. Đó, cô chú anh chị có thể soi thấy. Cây thì cực kỳ là tươi, khỏe, cây giống khỏe đẹp thôi cô chú anh chị nhá. Đấy. Cô chú anh chị thấy là cái mầm gốc hiện tại đang bắt đầu lên, chuẩn bị lên mầm gốc là hàng này thì đảm bảo cây giống khỏe đẹp cho cô chú anh chị. Em bán với giá chỉ có 230 cho 1 kg thôi, hoàng thảo xoắn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng. Cô chú anh chị thấy là cái lô hàng quá là mướt đẹp luôn đúng không ạ? Vẩy rồng thì nhiều khi nhiều lô về thì cái giả hành mà không có lá rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái lô này về thì em cực kỳ là ưng ý cô chú anh chị ạ. Lô này về rất là ưng ý luôn. Cô chú anh chị nhìn thấy là những cái rề vẩy rồng xanh lá và đẹp như vậy này. Em bán vẩy rồng và những cái rề nó vừa vừa, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Dễ dàng để cô chú anh chị có thể ghép nên những cái tác phẩm vẩy rồng tuyệt vời luôn. Em bán hoàng thảo vẩy rồng này với giá là 140 cho 1 kg ạ.
Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Phi Hà. Một cái loại bông mà mặt bông cực kỳ là sắc nét như thế này. Có những cây nó sẽ ra họng đen, cũng có những cây nó họng vàng. Mà đặc biệt là hoa của nó rất là sắc và rất là nét đẹp cô chú anh chị nhé. Rất bền, rất là bền hoa mà dễ thuần, dễ chăm. Đó, hoa có thể khi mà sổ nó có thể sổ ra 3, 4, 2, 3 cái màu sắc khác nhau đấy ạ. Em bán cái Hoàng Phi Hà tươi và đẹp như thế này với giá chỉ có 140 cho 1 kg ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan Kiếm Tiên Vũ của vùng rừng Tây Ninh. Hàng này thì đây là cái hàng tuyển chọn nhá. Cây nó sẽ vừa ngắn mà lại cái bản lá rất là to ạ. Đấy, thì đã lọc cắt tỉa rất là kỹ nên cô chú anh chị nhìn thấy là hàng rất là tươi và đẹp như vậy. Em bán Kiếm Tiên Vũ vùng rừng Tây Ninh này với giá là 110.000 cho 1 kg thôi nhá. Và bên này đây sẽ là cái lô quế tím. Cô chú anh chị thấy là hàng quá là tươi và đẹp đúng không ạ? Em đã hàng này cũng đã chọn lựa rất là kỹ và cắt tỉa luôn rồi cô chú anh chị này. Đã cắt tỉa khá là kỹ rồi ạ. Đây là mặt bông của dòng lan quế tím nhá. Hoa của nó rất là thơm. Đấy, quế tím em bán có 160 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg. Với 0,3 cô chú anh chị có thể có một cái giò quế tím rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Thảo Lông Trắng. Hoàng Thảo Lông Trắng thì nếu như cô chú anh chị chỉ nhìn thấy những cái thân này thôi thì chắc là cô chú anh chị sẽ cảm thấy nghĩ rằng là cây này nó không có sự sống. Nhưng mà hiện tại thì cây nó nhiều cây hiện tại là đang bắt đầu là ra những cái mầm chồi tơ mới cô chú anh chị nhá. Đang chuẩn bị lên những cái, đang lên những cái mầm tơ mới rồi. Như là cái hàng tầm bây giờ cô chú anh chị sẽ ghép sẽ rất là đẹp luôn đấy ạ. Em bán lông trắng với giá là 320.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán từ 0,2 kg. Đây cô chú anh chị có thể thấy là có những cây lên mầm sớm thì nó đã ra mầm như thế này rồi. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy là thân thì khô khốc như vậy, nhìn thì nhìn như là không có sự sống đúng không ạ? Nhưng mà hoàn toàn là cây khỏe, cây giống khỏe đẹp cô chú anh chị nhé. Đấy, một cái dòng lan thì cô chú anh chị có thể sưu tầm. Một cái loại lan khá là độc đáo. Mặt bông vàng rất là bền hoa. Và bên này sẽ là dòng lan Hoàng Nhạn Tháng Tư. Hoàng Nhạn Tháng Tư chính là chị em song sinh của dòng lan Hoàng Nhạn Tháng 8. Về độ thơm cũng như sắc đẹp không kém cạnh gì Hoàng Nhạn Tháng 8 đâu ạ. Đây là những cái cây mà bên em đã tuyển chọn rồi, hàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Nói chung là hàng rừng thì không tránh khỏi là một số cây có thể chảy xước lá một chút xíu, không tránh khỏi ạ. Tuy nhiên thì hàng này thì bọn em đã chọn lựa rất là kỹ luôn rồi. Và cái dòng hàng này thì Hoàng Nhạn này em bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, tức là 65.000. Thì cô chú anh chị cũng có thể sở hữu một cái giò Hoàng Nhạn xinh đẹp rồi. Sang bên này đây thì em có cái cây... bên này là cái dòng lan Hoàng Thảo Đơn Cam cô chú anh chị nhé. Nói chung là những ai đã chơi lan thì chắc hẳn đều muốn sưu tầm cũng như là sở hữu những cái giò đơn cam cho sân vườn của nhà mình đúng không ạ? Cây đơn cam hiện tại vừa qua mùa hoa và cũng đang lên mầm như vậy này cô chú anh chị này. Đó. Thời điểm thích hợp để cô chú anh chị có thể trồng sưu tầm. Em bán đơn cam này với giá là 620.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,1 kg chứ. Thoải mái cô chú anh chị có thể có được những giò đơn cam để sưu tầm rồi. Cây giống khỏe đẹp. Bên này thì em còn có một cái lô hái mốc hồng này. Nay em sẽ bán cái lô hái mốc hồng này với giá là 40.000. Sang bên này là một cái vanda rừng thơm. Lô vanda rừng thơm này với giá em bán là 40.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị làm một giò to đẹp luôn đấy ạ. Và sang bên này thì em vẫn có cái dòng lan. Đây là cái dòng lan nữ hoàng bóng đêm cô chú anh chị này. Nữ hoàng bóng đêm em bán với giá là 80.000 cho một chậu này thôi. Hoa nó sẽ nở quanh năm và hương thì rất là thơm ạ. Và cô chú anh chị cùng ngắm cho em, đây chính là những cái bảng giả hạc Pháp cực kỳ là đẹp. Mỗi một bảng như vậy thì em thấy rằng là nó rơi vào ít nhất là 7-8 cái thân hoa. Có những cái thân dài nhất hiện tại đã dài đến 40 cm rồi cô chú anh chị ạ. Bảng nào cũng như bảng nào, rất là đẹp nhá. Và mỗi bảng như vậy thì chắc chắn một điều cô chú anh chị đến Tết sẽ có những cái suối hoa tím đẹp tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức luôn đấy ạ. Em bán một bảng như vậy chỉ với giá có 160 thôi. Ở thời điểm của những năm trước thì cô chú anh chị biết rằng người ta bán giả hạc Pháp theo thân ạ. Theo thân, tức là mỗi một thân trên 100.000 luôn. Còn bây giờ thì vào một cái bảng như vậy chắc chắn cũng phải rơi vào không dưới 500.000. Thì hiện tại cái một bảng như vậy em chỉ có bán có 160 thôi. Thì em khẳng định rằng là, để khẳng định rằng là cái bông giả hạc Pháp này là một cái mặt bông rất là đẹp và đáng sưu tầm thưởng thức. Sang bên này đây thì em có những cái giò giả hạc Hawaii tím xưa cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị thấy là những cái giò giả hạc Hawaii tím xưa này, cây đang đi ngọn rất là đẹp. Và một cái chậu như thế này thì nó rơi vào từ 4 đầu ngọn trở lên, đa số là 4-5 cái đầu ngọn trở lên. Đấy,
Cây dài nhất chắc cũng khoảng tầm 40 cm rồi cô chú anh chị ạ. Hoa cũng sẽ nở vào thời điểm Tết nhé. Cái hàng này thì cô chú anh chị chơi lan lâu chắc hẳn biết, đây là một cái loại lan mà hoa nở Tết và cực kỳ là đẹp. Trước đây người ta bán theo thân, mỗi một thân cũng trên 100.000. Đó, giá của nó còn đắt hơn cả cái giả hạc Pháp luôn. Thì một chậu như vậy em chỉ bán có 150 thôi. Sang bên này thì sẽ là dòng giả hạc Hawaii trắng xưa. Trắng xưa, cái mặt bông trắng không tì vết nhé. Chậu cũng rơi vào từ 4-5 thân trở lên. Trắng xưa em cũng bán là 150 cho một chậu thôi. Sang bên này sẽ là những cái giò. Đây là những cái giò đen đỗ mắt đen. Hoa thì rất là rực rỡ, nở vào Tết hoặc là đầu xuân. Cô chú anh chị này, mỗi một cái giò như vậy rơi vào 7-8 cái thân hoa, 8-9 cái thân hoa trở lên ạ. Dễ thuần, dễ chăm mà hoa cực kỳ là bền, rực rỡ. Em bán với giá chỉ có 190 cho một chậu nhé. Sang bên này đây thì em có những giò giáng hương tam bảo sắc, hàng đã trồng thuần rồi và cây đang nụ để cô chú anh chị về có thể được thưởng thức hoa luôn. Em gọi đây là giò số 1. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em giò số 1 đây ạ. Có khá là nhiều thân và hiện tại đang có hai nụ nhé. Em bán với giá là 160 này. Giò số 2 cũng khá là nhiều thân như vậy và cũng đang có một thân hai nụ để cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa, em cũng bán 160. Tiếp theo là cái bảng số 3. Đây, một cái bảng như vậy. Cây đã trồng thuần ổn định rồi và hiện tại đang có hai nụ, em bán 150 ạ. Và tiếp theo sẽ là bảng số 4. Bảng số 4 này cũng là những cái cây lan đã trồng thuần và cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Cũng đang có hai nụ nhá, em bán với giá 150 ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ mà theo em cảm nhận thì đây là những cái cây lan vũ nữ, nếu như cô chú anh chị đam mê dòng vũ nữ thì chắc hẳn không thể bỏ qua những cái cây lan vũ nữ này đâu ạ. Trước tiên sẽ là dòng lan vũ nữ sô cô la baby ạ. Sô cô la baby, hoa tím, hoa đỏ đậm màu sô cô la cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị thấy là một cái cần hoa như thế này mà nó sẽ đẻ chi chít là nhánh luôn, đẻ chi chít là nhánh luôn, nên là chỉ có một cần hoa như vậy thôi thì cô chú anh chị cũng đủ có một cái giò lan rất là tuyệt để cô chú anh chị thưởng thức mùi hương cũng như ngắm hoa rồi. Một chậu rơi vào khoảng 3 giả hành và đang có một nụ hoa với giá là 140. Sang bên này đây sẽ là dòng lan, bên này sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan tiểu thần tiên nói đến cô chú anh chị biết rằng là cái mặt bông của nó sẽ tương xứng với cái tên gọi của nó. Dòng tiểu thần tiên này hoa của nó sẽ khá là to, cánh trắng và cái họng đỏ rất là đẹp. Tiểu thần tiên một cái chậu như vậy đang ngậm nụ và chưa có nụ nhé, em bán là 140 ạ. Và ở đây thì em có cái chậu ngọc nữ. Chậu ngọc nữ này thì cũng đang có vài giả hành mà cái nụ này thì nó đang bị lỗi mất. Nhưng mà nó vẫn còn có một số nụ ở dưới này thì bình thường em bán 140. Còn duy nhất cái chậu này thôi em sẽ bán 101 nhé cô chú anh chị nhé. Nhanh tay sưu tầm. Ở đây những cái nụ bên trên này thì bị gãy đi nhưng mà bên dưới này thì nó vẫn còn sẽ phân rất là nhiều nhánh để cô chú anh chị vẫn cứ thưởng thức hoa bình thường với giá chỉ có 101 thôi. Và bên này sẽ là những cái cây lan hài đẹp và độc đáo đáng sưu tầm ạ. Trước tiên là mau die xanh. Chậu sẽ rơi vào khoảng ít nhất là 3 thân, 2 thân trở lên với giá 250 cho một chậu mau die xanh nhé. Sang bên này đây sẽ là đây ạ, đây là mau die xanh này cô chú anh chị này. Và bên này sẽ là mau die đỏ, chậu là một thân nhé, rất là khỏe và đẹp luôn, cây trưởng thành rồi đấy ạ. Đấy, ngắm thân lá không cũng đã đủ mê rồi ạ. Em bán một cái chậu mau die đỏ này với giá là 200.000. Còn sang bên này đây sẽ là dòng Lecochidium. Lecochidium bình thường giá thị trường 250, ở đây em bán thanh lý với giá là 150.000 cho một chậu nhé. Một cái dòng hàng mà hoa rất là thơm, cực kỳ là bền hoa luôn. Đấy, những chậu này thì nó đã nở hoa rồi, là chỉ làm cây giống cho mùa sau. Còn bên này sẽ là những cái chậu hài vân, hoa cũng siêu bền luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, hiện tại thì cây đã nở hoa như vậy rồi, bình thường em bán 160, hôm nay em bán còn 120, thanh lý còn 120 nhé. Một chậu kiều vuông cánh trắng đang lên mầm chi chít và nụ luôn như thế này. Đó, chậu kiều vuông cánh trắng với giá là 180.000 cho một chậu. Cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng với thời điểm Tết luôn. Còn bên này sẽ là dòng giả hạc Ono, một chậu nhiều mầm như thế này. Đó, hoa thì cánh sáp tím bóng, đẹp tuyệt vời luôn, với giá em bán chỉ có 90.000. Và tiếp sang bên này thì rất rất nhiều những mặt hàng lan đẹp, đặc biệt là những giò giáng hương đuôi cáo cây đang nụ, những giò giáng hương đuôi cáo nguyên bản đang nụ để cô chú anh chị về có thể thưởng thức với giá yêu thương. Những cái hình quế lan hương hàng lá xếp mà em đã chia ra theo từng hình rồi và thêm rất là nhiều những giò lan đẹp khác. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Xin được giới thiệu từng hình một ạ. Trước tiên hình đầu tiên, đây là hình số 1 cô chú anh chị này. Hình số 1 này là ba ngọn quế lan hương, hàng lá xếp và bản lá. Cây này có bản lá này khá là to đấy cô chú anh chị. Bản lá này em nghĩ rằng là nó cũng phải gần đến 4 cm ạ. Và ba ngọn quế lan hương này
thì em xin phép được bán với giá chỉ có 230 nhé. 230. Cái tầm thời điểm bây giờ cô chú anh chị trồng quế lan hương chắc khoảng tầm một nửa tháng nữa là cây sẽ nhú nụ rồi. Cái dòng quế tháng 8 nhé, hoa trắng của chú anh chị nhé, mà coi là đệ nhất hương đấy ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 em bán với giá, hình này có tất cả là 5 đầu ngọn đấy, 5 đầu ngọn quế lan hương này em bán với giá chỉ có 220.000 thôi. Sang hình tiếp theo là một cái hình quế lan hương, cây lá xếp xanh mướt đẹp tuyệt vời. 3 ngọn quế lan hương to và cực kỳ là đẹp luôn ở đây ạ. Em bán cái hình này với giá là 280.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Hình số 4 này thì em có 4 ngọn quế lan hương. Đó, 4 ngọn quế lan hương đủ của chú anh chị có một cái giò sưu tầm rất xinh rồi. Em bán với giá 220.000 thôi nhá. Sang hình tiếp theo là một cái hình mà có một cái ngọn quế này. Đấy, ngọn quế này có giò này có 3 ngọn quế nhưng đặc biệt là cái ngọn quế này xếp rụt. Đấy, rất là giá trị luôn. Tổng là 3 ngọn quế nhá. Đấy, tổng 3 ngọn quế như vậy và cái hình này em bán với giá là 250.000. Sang hình tiếp theo. Đó, sang hình tiếp theo em có cái hình số 6. Hình số 6 này có tất cả là 6 đầu ngọn quế lan hương ạ. Có những cây bản lá cũng chất lá cũng rất là to và đẹp luôn cô chú anh chị. Em bán hình này với giá 230 nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 7. Hình số 7 này cũng là 3 ngọn quế lan hương to cô chú anh chị ạ. Đó, 3 ngọn quế lan hương cô chú anh chị thấy cần hoa của năm ngoái rất là dài luôn cô chú anh chị này. Đấy, 3 ngọn quế lan hương to này. Và hình này thì em cũng chỉ bán với giá có 240 thôi cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là những cái hình quế lan hương số 8. Sẽ là có 16 cây quế lan hương giống của chú anh chị ạ. Em bán với giá là 190.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình quế lan hương số 9. Hình này cũng là 4 ngọn quế xếp và có những ngọn quế xếp rụt rất là đẹp. Cái hình này em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 230.000 thôi cô chú anh chị này, quá là rẻ luôn nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này có tất cả là 11 ngọn quế của chú anh chị ạ. 11 ngọn quế ở cái hình này. Bán với giá là 230.000 và hình tiếp theo là hình số 11 có 8 ngọn quế. Hình này là tất cả là 8 ngọn quế khá là lớn của chú anh chị nhé. Đấy, 8 ngọn quế khá là lớn ở hình này đấy ạ. Đấy ạ, đẹp luôn cô chú anh chị, có những ngọn quế lá rất là to. Hình này em xin phép được bán với giá cũng chỉ 230.000 thôi nhá. Hàng hôm nay thì em bán giảm giá rất là nhiều luôn rồi đấy. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12, 5 ngọn ạ. 5 ngọn cô chú anh chị thấy này, xếp thẳng tăm tắp cô chú anh chị về trồng lên trụ, đẹp tuyệt vời luôn. Ở hình này em có 5 ngọn quế đẹp xếp như vậy em bán 240. Và sang hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 này là đây, một cái ngọn quế xếp rụt, bên này là một cái 2 ngọn này. Ở bên này là có tổng là 4 ngọn nhé cô chú anh chị nhé, 4 ngọn quế xếp ở đây. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá cũng chỉ 220.000 thôi. Sang hình tiếp theo là hình 14, hình số bao nhiêu nhỉ? Hình số 14, đúng rồi, cái hình 14 này là một dề. Đấy, chỗ này toàn một dề với cả một dề mẹ con với cả một cái ngọn cong này. Cái dề này em xin phép hình này bán với giá 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này có tổng tất cả là hình 16 chứ, có tất cả là 19 cây. 13 ngọn quế xếp ạ. Đấy ạ, 13 ngọn quế xếp như vậy em bán hình này chỉ với giá có 190. Sang hình tiếp theo là hình số 17 nhá. Hình số 17 này có tất cả là bao nhiêu ngọn quế đây? 12 ngọn quế. 12 ngọn quế giống quế nhỡ. Em bán cái hình này với giá là 220.000 cho hình này đấy ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18, có tất cả là 8 ngọn quế nhá cô chú anh chị nhá. Lô này 8 ngọn quế luôn, em bán cũng 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo hình 19. 4 ngọn quế đẹp này, 4 ngọn quế khá là lớn như vậy này. Hình này em xin phép 5 ngọn trước cô chú anh chị, không phải 4 ngọn mà tổng là 5 ngọn. Em bán hình này với giá là 250.000 cho hình này nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình này cũng là 4 ngọn quế cô chú anh chị ạ. 4 ngọn quế hình này em cũng bán với giá là 220.000. Hình tiếp theo hình 21. Hình 21 này thì làm những cái cây cũng là 4 ngọn quế. Đấy, 4 ngọn quế có những ngọn xếp rụt. Tuy nhiên thì có những cây nó bỏ lá chân hơi nhiều nhưng mà hiện tại đã mọc cây con rồi này. Đó, cô chú anh chị về chăm sóc và cây này thì nó có thể cho hoa sinh luôn rồi ạ. Em hình này em bán với giá là 160.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 23.
Hình 23 này có tất cả là 6 ngọn quế khá là lớn đấy cô chú anh chị. Đấy, 6 ngọn quế khá là lớn hơn đây. Hôm nay thì em chỉ bán có 220.000 thôi. Sang hình số 23, hình này có tất cả là 4 ngọn quế này. 4 ngọn quế này cũng khá là lớn, em cũng bán với giá chỉ có 220.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. 24 này là hai rề quế khá là lớn cô chú anh chị ạ. Đây, hai rề quế nhá. Rề quế này là một cây mẹ với một cây con này. Rề bên dưới này, rề bên dưới này cái cây mẹ cũng khá là lớn, vẫn còn đủ ngọn này, cũng với hai cây con này. Đấy, lô này, lô quế này em bán với giá 250.000. Cô chú anh chị về làm một giò to luôn nhá, cái giò quế to luôn ạ. Đó, 250.000 cho hình này thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái hình quế, hình 25 sẽ là một cái hình quế xếp rụt nguyên một rề luôn cô chú anh chị ạ. Bản lá ngắn và dòng xếp rụt cô chú anh chị nhá. Này, cây thì bỏ lá chân hơi nhiều nhưng mà hiện tại là cái dàn cây con nó đang lên rồi. Đó. Quan trọng là cái cây này là cái chất lá của nó là cây cây mẹ cây con, chất lá nó rất là ngắn cô chú anh chị ạ. Rất là ngắn. Cái hình này em xin phép được bán cô chú anh chị với giá là 300.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 26, cái ngọn quế này. Ngọn quế này em xin phép nguyên bản em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo hình 27. 27 là một mẹ hai con quế cô chú anh chị nhá, một mẹ hai con quế. Cây mẹ thì cũng già cỗi và nó bỏ lá chân. Nhưng mà đây, dòng quế xếp rụt nhưng mà cây con đã mọc lên rồi. Thế là khi mà cô chú anh chị về trồng lên lũa thì nó cũng sẽ che được cái khuyết điểm này. Đó. Và cái hình quế này thì em xin phép được bán với giá là 380.000 cho hình quế này nhá. Có 380.000 thôi ạ. Cô chú anh chị có ngay một cái giò quế xếp này. Và ở đây thì cô chú anh chị lưu ý giúp em là cái ngọn này á, cái ngọn này nó bị gập một chút xíu ở đây nhưng mà nó không có bị làm sao đâu cô chú anh chị nhé, nó vẫn phát triển bình thường đấy ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 28, một cái ngọn quế này, một cái mầm tương lai ạ. Cây ngọn quế xếp này em bán hình này với giá là thôi, hình này hôm nay em sẽ bán với giá là 180 nhé cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 29, là một mẹ hai con, hình này em bán 240. Và hình 30 là một cái ngọn quế, theo cảm nhận, theo em nhìn ngoài, bên ngoài tổng quát là một ngọn quế mẹ con rất là đẹp, cái hình này em bán 290.000. Sang hình 33 sẽ là dáng hương đuôi cáo của chúng chị này. Mỗi giò sáng dáng hương đuôi cáo, bên này hai ngọn này, bên này là ngọn mẹ con nhé, rất là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngọn, ngọn cáo, và bên này đang có một cái nụ. Còn bên này thì nó không có hoa cô chú anh chị nhé, bởi vì cái cây này cây nguyên bản nó bị gãy ở trên rừng, nên là phần bên này nó rằm rạp ở đất nên là không có hoa ấy cô chú anh chị. Đó, về cô chú anh chị ghép lại. Và cái giò này thì sang năm chắc chắn cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan cực đẹp để thưởng thức luôn. Giò này em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá. Sang hình tiếp theo là sẽ là hình 32. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái giò cáo này, nó rất là khủng luôn ạ. Đây là giò nguyên bản cô chú anh chị nhá, giò nguyên bản. Bên này là một mẹ hai con này, bên này là một cái cây ngô, cây này là cây ngô đồng. Còn dàn bên này là có 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Đấy là em tính 8 cây là cáo lớn nhé cô chú anh chị nhé. 8 cây cáo lớn và những cây con nhỏ đang lên như thế này, chắc chắn là đây, những cái mầm xanh rất là nhiều, những cái mầm con như vậy em không tính. Còn nếu mà tính thì chắc là mười mấy cây cô chú anh chị ạ. Và đang cũng có rất là nhiều nụ để cô chú anh chị thưởng thức này. Nụ khỏe đẹp như vậy để cô chú anh chị thưởng thức nhé. Đây em thấy là có đang có 3 nụ rất là khỏe luôn. Đó, tạm thời là năm nay cô chú anh chị sẽ được thưởng thức 3 cái ngồng hoa rất là tuyệt vời của nó rồi. Đấy, xong con giò cáo này thì em xin phép được bán với giá là 450.000 cô chú anh chị nhé. 450.000 cho giò dáng hương đuôi cáo khủng và đẹp như vậy này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Hình số 23 này cũng là một giò nguyên bản. Một cái giò nguyên bản này cô chú anh chị nhìn thì không được đẹp mã, bởi vì là cây này thì nó phơi ở ngoài nắng ấy, nên là nhìn lá xanh, lá có lá xanh có lá vàng. Đang có hai cần nụ, chắc chắn là mùa này cô chú anh chị được thưởng thức hoa đẹp rồi. Nó có tổng là 3 cần hoa đấy, rất là dài luôn đấy ạ. Nhưng cần này thì bị gãy mất rồi. Đấy, một cái giò cáo như vậy đấy ạ. Ui. Đấy, cây mẹ cây con luôn, cái nụ hoa này. Về cô chú anh chị treo lên đến nó sẽ hồi trở lại. Cái hình cáo này thì em bán với giá chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đảm bảo là cây giống cây khỏe đẹp luôn.
cô chú anh chị thưởng thức mùa hoa đẹp luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34. Hai nụ quá là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Một cái cặp đôi, một cặp đôi, hai ngọn cáo bản lá to đẹp và hai ngồng hoa tuyệt vời luôn như thế này. Rất là tiếc ở cây này thì dân người ta giữ không được khi mà lấy ở trên rừng về ạ. Nên là cái hình này em xin phép được bán với giá chỉ có 180 của chính chị nhá. Bản lá rất là to luôn. Cần hoa của nó cũng to đùng. Và sang hình số 35. Ngọn cáo này, ngọn này em bán 80.000. Và sang bên này sẽ là cái giỏ số 36. Hai cái cần hoa để cô chú anh chị thưởng thức này, hàng đã trồng thuần cô chú anh chị nhé. Và cây bên nhà em thì không có chăm chút nhiều nên là cô chú anh chị gọi là yên tâm giúp em, yên tâm giúp em là về cây sẽ phát triển cực kỳ là khỏe ở chỗ cô chú anh chị đấy ạ. Em bán cái giò này thì giá chỉ có 200.000 thôi. Đây, hai cần hoa đẹp tuyệt vời như vậy nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Giò này là ba ngọn cáo, cái cần hoa này dài tít tắp luôn, nhưng mà rất là tiếc là cây mẹ nó đang bị bỏ ngọn, bị hỏng ngọn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị sẽ đợi ngọn con mới mọc lên nhá. Như nhà em có cái giò cáo trắng chưa có ngọn màu là không bị hỏng ngọn, nhưng mà hiện tại nó mọc lại và cái bản lá hiện tại lên đến gần 7 cm cô chú anh chị ạ. Là hàng này cô chú anh chị về đợi cây con nó mọc lên không sao nhé. Đầu tiên là cô chú anh chị sẽ được ngắm hai cái cần hoa hai màu sắc này. Em bán giò này với giá là 160.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Giò 38 này cũng đang hai cần hoa này cô chú anh chị này. Đó, rất là khỏe và đẹp như vậy. Giò này em bán 200.000 nhá. Giò này em bán là 200.000 thôi, hôm nay em sẽ bán rẻ 200.000 cho cô chú anh chị. Và bên này sẽ là giò 38A. 38A này cô chú anh chị này. Giò này có 4 thân, khỏe đẹp, lá xếp. Cái giò này đang có một cần hoa thôi ạ. Giò này em xin phép được bán với giá 220. Và hình tiếp theo là hình 39. Hình 39 một cái ngọn, một cái cây này thì đây cô chú anh chị thấy này, cây mẹ này cũng bị hỏng ngọn, hiện tại mọc lên hai cái cây con. Đấy, đây là cây mà cái chất lá chỉ thiên nhá, cái cần hoa tím lịm luôn này ạ. Đấy, em nghĩ rằng cái hoa cái giò này thì hoa nó sẽ rất là đậm ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng 180.000 ạ. Và hình bên này sẽ là hình số 39. 39A. Giò 39A này thì cũng đang có một cần hoa cũng rất là dài. Cái giò này có tổng tất cả là cũng 3-4 ngọn này. Nên em bán với giá 200. Hình số 40, một cái em chân dài. Chân dài, cái này là nguyên một rề luôn đấy cô chú anh chị. Cây này trước đây cũng có nụ này, có luôn hai nụ ấy ạ. Nhưng mà bị hỏng mất. Đây, cái cây này em bị hỏng ngọn nên là mọc lên ngọn mới như thế này. Giờ đang có một cần hoa xanh biếc và cực dài luôn như vậy đấy ạ. Cái giò này em cũng bán với giá là 180 nhé cô chú anh chị nhé. À, hình số 40 đấy ạ. Em có một nguyên, có một hình cáo rời duy nhất thôi, mùa cáo ghép đẹp nhất trong năm đây cô chú anh chị. Hình này có tất cả là 8 cây và em chỉ bán với giá có 160 nhé. Một cái giò dáng hương đuôi chồn. Một giò dáng hương đuôi chồn này, à đuôi sóc chứ, đang có nụ, em bán 180.000. Bên này sẽ là một cái giò dáng hương đuôi cáo. Đây là cái hàng nguyên bản đấy cô chú anh chị, lúc về nó bé lắm. Là em đã treo lên ở cái sát tường ấy. Nói chung là cũng không chăm sóc gì. Hiện tại đang có một cái cần hoa như thế này. Em bán cái giò này vì cô chú anh chị thưởng thức nhé. Với giá em bán là 90.000 cho cái ngọn cáo, một cần hoa rất là dài cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên chơi thôi. Hình tiếp theo sẽ là hình số 44 này. 44 là một cái cây lan thải lài hoa trắng rất là đẹp này. Và một cái ngọn cáo bên này, cáo bên này đang có nụ rất là đẹp luôn ạ. Đó. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho giò cáo và lan thải lài này. Sang bên này sẽ là một cái giò thông đất. Cái giò thông đất hay còn gọi là dâu rồng, một cái loại cây cô chú anh chị trồng làm tiểu cảnh tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thấy là một giò cực kỳ là khủng nhá. Giò này em xin phép bán 300.000 ạ. 300.000 cho giò thông đất này. Đấy. Và bên này là một cái giò nhỏ. Cái này trồng tiểu cảnh và cô chú anh chị nó hỗ trợ và điều trị bệnh teo não hay là bệnh suy giảm trí nhớ của tuổi già ấy ạ. Cực kỳ là hiệu quả luôn cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể lên Google để search đi ạ. Cái dề thông đất này em bán dề này với giá là 40.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 45. Hình số 45 là một cái dề vạch đỏ, một cái lô vạch đỏ này để cô chú anh chị sưu tầm với giá là 90.000 cho lô vạch đỏ này. Xoắn thì em có bán 230 bên kia hoặc cô chú anh chị chọn theo hình này. Cái dề này em chỉ bán có 150.000 này. Là hình số 46.
Tiếp theo sẽ là hình 47. Hình 47 một cái lô xoắn xanh tươi mướt như vậy em bán với giá là 180.000. Và hình 48, hình 48 này em cũng bán là 150.000 đây. Một cái phần xoắn khỏe cực đẹp luôn. Và 49 ạ. Hình số 49 này em bán cái hình này với giá là 280.000 nguyên một dề ạ. Nguyên một dề rất nhiều thân tơ. Sang hình tiếp theo là hình số 50. Hình 50 là ba ngọn đai châu. À, hai ngọn đai châu rất là to ở đây. Và hai ngọn đai châu này em bán với giá là 160.000 này. Hình số 51 là 4 ngọn đai châu nhá. Đó, 4 ngọn đai châu. Hình này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? 200.000 4 ngọn. Và hình tiếp theo 52 một cái ngọn rất là to và cái bản lá cũng rất là to nhá, mít đẹp nhá, em bán là 130.000. Hình số 53. Một cái bảng này là cái bảng đây là cái bảng gì đây nhỉ? Chúc Phật Bà có chính chị ạ. Chúc Phật Bà. Hiện tại hàng cân không có bán luôn, mà bán thì mầm cũng hỏng rất là nhiều, mà giá của nó cũng không hề rẻ. Cái bảng Chúc Phật Bà này em bán 2, 4, 6 cái đầu ngọn này. Em bán cái bảng này với giá là 180.000 nhá. Hình số 54, cái bảng này cũng có 6 đầu ngọn. Đấy, đang 6 mầm, đang đi ngọn như này. Em bán với giá là 150.000. Và sang bên này đây sẽ là những cây HO dòng ươm ki. Và cô chú anh chị biết rồi, năm ngoái thì những cái cây HO này thì mỗi một sen là 2,5 triệu đúng không ạ? Hiện tại thì tất cả những dòng va nó đang xuống giá. Và em nghĩ rằng cây HO hiện tại nó đang xuống đến đáy rồi. Tất cả những dòng lan va ấy, thoải mái cô chú anh chị có thể sưu tầm. Những cái bông lan va rất là đẹp cho cái sân vườn của nhà mình. Nói chung là dòng lan va thì hiện tại thì nhiều người chắc chắn là sẽ rất là kỳ thị, bởi vì trước đây nó bị đẩy giá, đẩy giá ảo ấy ạ. Nhưng mà bản thân của cái bông lan thì nó không có gì có tội lỗi cả. Cái bản thân của bông hoa thì nó vẫn là rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Chẳng qua là trước đây là cái giá trị của nó bị đẩy lên, nó không đúng với cái giá trị thật của nó thôi, chứ còn thì nó cũng là một cái bông hoa rất là đẹp. Đây là một trong những cái mặt bông va cực kỳ là đẹp nhá. Hình số HO số 4. HO số 4 này thì đang có một cái mẹ về cô chú anh chị thoải mái kích kỳ. Mầm đang lên và giò này em bán có 450.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số, đây là hình số 4, HO số 4. HO số 3 cũng là một mẹ với cái một mầm cực khỏe đẹp này, với giá 450.000. Và HO số 3, số 2, em hơi đi ngược một chút, số 2, em bán cái hình này hai mầm này, một mẹ này, giá cũng 450.000 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình HO số 1. HO số 1 ạ, cô chú anh chị, em để tay đây, cô chú anh chị biết là cái mầm nó khỏe đẹp như nào rồi. Thân thì cực kỳ là mập đẹp luôn. HO số 1 người giá 450.000. Và Phú Thọ em còn có 2 chậu duy nhất này cô chú anh chị sưu tầm. Dòng lan cơ sở của dòng lan va, 150.000 cho chậu Phú Thọ này. Là số Phú Thọ số 1 nhé. Phú Thọ số 2 với giá là 220.000 ạ. Và bên này em có những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Miến rong xe đén 100.000 cho một túi 1 kg. Và táo mèo khô cũng là 100.000. Nấm ngọc cẩu với giá là 150.000 nhé. Rễ mũ tần với giá 120.000 và măng lưỡi lợn với giá là 200.000. Tầm gửi cây chanh 220.000, tầm gửi cây nghiến 190.000 và hoàng tinh 200.000. Sang bên này thì em có thêm rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vật tư thì em có vỏ thông size 1-2 và vỏ thông vụn nhé. Đủ tất cả size 1-2, vỏ thông vụn, vỏ thông 3-4, nói chung là đủ size luôn. Đồng giá 20.000 trong 1 kg. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan tuyệt vời luôn nhé. Em bán với giá là 40.000 trong 1 kg và rêu rừng 50.000 trong 1 kg khô cong luôn ạ. Được cực kỳ là nhiều. Và bên này sẽ là rất là nhiều chế phẩm dành cho hoa lan. Atolic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 nhá. Hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. Xúc thai hormone tăng trưởng giá là 50.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến là 40.000 à đâu? Siêu da dễ N3M với giá là 30.000. Liền da mỹ tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Và ba loại phân bón thông minh cho B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Và bên này sẽ là cái dòng Kim Kim Boom, dòng đặc trị thối nhũn với giá em bán 25.000 cho một túi này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một túi như vậy. Và một cái túi 1 kg, em có túi 1 kg này với giá em bán là 50.000 nhé. Còn bên này sẽ là một cái hộp, một hộp 1 kg như vậy luôn. Đó.
Em bán cái hộp này với giá là 130.000. Bên này sẽ là cái dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng này, 35.000 trong cuộn như vậy nhé. Bên này sẽ là cái phân bón dạng túi lọc, có 20 túi lọc bên trong. Em bán 35.000 trong một cái túi như, hộp như vậy, 20 túi lọc bên trong. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi. Đặc biệt phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, sản phẩm được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái túi sản phẩm như vậy là 1 kg với giá chỉ có 35.000. Cô chú anh chị tìm hiểu giá trên thị trường cái dòng phân trâu này, chỉ qua nén viên mà người ta đã bán lên đến, chỉ có phân trâu qua nén viên mà xử lý thôi, người ta bán không dưới 60.000 đúng không ạ? Còn bên em không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Mà bên em làm cực kỳ là mất thấp, rất nhiều thời gian cũng như công sức vào đó, nhưng mà giá chỉ bằng một nửa giá của người ta đó. Và chất lượng thì cô chú anh chị biết rồi ạ, dịch chuối và đỗ tương thêm vào thành phần của phân trâu thì cung cấp một giá trị dinh dưỡng phải nói là hoàn hảo nhất cho cây nhé. Cô chú anh chị có thể bón với cả bón thoải mái hoặc là trộn với cái giá thể, cung cấp dinh dưỡng mà không làm ảnh hưởng dễ luôn ạ. Và bên này thì em có cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, nó diệt khuẩn, làm sạch không khí, giảm đau một cách hiệu quả, không gây nóng rát. Đặc biệt cái mùi hương của nó sẽ làm cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn đấy ạ.